Mời quý vị và các bạn đến với tập 12 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Mời quý vị lắng nghe. Ba lần biến thân, Âu Dương Phạm ảo não kéo theo hai vị thất cấp ma đế lao lên phía trước. Tại lần thứ ba biến thân này, cực phẩm ma khí tự bạo cũng không làm cho hắn tổn thương nhiều lắm. Những luồng hắc mang đánh vào người hắn toàn bộ đều được hấp thu biến vào phía sau người của hắn, run lên một chút rồi toàn bộ rơi xuống. Thần khí ư? Hồng Quân khẽ cau mày. Âu Dương Phạm chính xác lúc này đang cầm một kiện thần khí. Hồng Quân nhìn qua đã đoán ra đây chính là một kiện trung phẩm thần khí. Âu Dương Phạm tay cầm thần khí thuấn triển đến bên cạnh Tử Nhãn Cương Thi đã biến hình lần ba. Thần khí hướng Tử Nhãn đâm tới. Hắn ngao lên một tiếng. Một tiếng dã thú giống lên khủng khiếp. Thân thể khổng lồ của quái vật nhanh chóng lách tránh được công kích của Âu Dương Phạm. Chiếc đuôi dài nhanh chóng quật tới. Bang một tiếng, quả nhiên như lời của cô bà nói, với khoảng cách gần như vậy thì dù có thuấn di cũng không kịp. Ngay lập tức, Âu Dương Phạm bị chiếc đuôi đập trúng, văng ngược trở lại quân doanh ma giới. Sát! Thấy quái vật đang dùng chiếc đuôi nhanh như chớp hướng người của mình quét tới, Âu Dương Phạm không chịu được, kiên quyết phát ra mệnh lệnh. Vô số nhẫn ma trong ma giới ào ạt lao tới cương thi tiến hành quần sát. Tam đại ma đế lần nữa chứng kiến lần thứ ba biến thân của Tử Nhãn Cương Thi. Chỉ cần năng lượng của lần biến thân thứ ba này tiêu hao hết, hiện lên nhân hình thì ngay lập tức tam vị ma đế sẽ xông vào chém giết lập được đại công. Tôn Ngộ Không một lần nữa trở lại chiến trường. Tại trên không chỉ còn lại một mình Tử Nhãn Cương Thi đang chém giết. Tiến lên cùng với quân ma giới, Hồng Quân cả ba người không cùng nhau nhưng lần lượt xông vào chém giết quân đoàn Cương Thi. Chém giết trong hơn một tháng, Hồng Quân ba người đã giết không biết bao nhiêu là Cương Thi. Đa số đều là Hoàng Nhãn Cương Thi, chỉ một số ít là Lam Nhãn Cương Thi. Cương Thi không có nguyên anh, tất cả những Cương Thi bị Hồng Quân giết đều hóa thành chân linh du nhập vào Phong Thần Bảng. Chỉ có điều chân linh của Cương Thi so với chân linh bình thường có chút bất đồng, tất cả đều là chân linh màu đỏ. Những người chết trận ngày càng nhiều, vô luận là ma giới hay Cương Thi nhất tộc đều gia tăng binh lực, cố gắng ở chỗ này quyết chiến. Cuộc chiến tranh này kéo dài mấy trăm năm, ma giới chết trận 11 vị tướng quân cấp bậc ma đế, Cương Thi cũng bị mất 6 vị Hồng Nhãn Cương Thi cùng một Tử Nhãn Cương Thi. Chiến tranh càng lâu, vô danh vật chất trong đan điền Hồng Quân tăng trưởng càng nhanh. Chỉ mấy trăm năm nay, nhưng sự tăng trưởng so với ngàn ngàn năm còn nhanh hơn. Hiện giờ, vô danh vật chất màu xám tràn ngập trong đan điền, Nguyên Anh cũng không nhìn thấy đâu nữa. Vừa mới giải quyết được một Hoàng Nhãn Cương Thi, Hồng Quân trong lòng vừa động liền lập tức biến mất, tiến vào Hồng Quân đạo tràng tại tầng 1. Tâm thần đã tiếp cận đan điền, thế nhưng không khống chế được Nguyên Anh. Không gian trong đan điền đều bị vô danh vật chất chiếm hết. Có lẽ là tiến vào tầng 1 rồi. Hồng Quân có một cảm giác, mấy năm nay vô danh vật chất tăng trưởng cũng có liên quan đến chiến tranh. Chỉ mấy trăm năm, thế nhưng Hồng Quân phải nghĩ là mấy ngàn năm hắn mới có thể tiến vào Hồng Quân đạo tràng tầng thứ nhất. Hồng Quân ngồi khoanh chân, vận dụng Hồng Quân đạo quyết, vô danh vật chất màu xám trong đan điền nhanh chóng phiêu phủ, bao vây trước mặt Nguyên Anh, xung quanh vô danh vật chất nhanh chóng xáo trộn. Oanh! Đang mơ mơ màng màng, Hồng Quân cảm thấy cơ thể mình đang được ngâm mình trong một dòng suối ấm áp, một cảm giác ấm áp dâng lên. Vô danh vật chất màu xám bên trong đan điền đang không nhúc nhích, nhanh chóng dung hợp lại một chỗ, hình thành một dạng vật chất lỏng. Màu xám như nước chảy quanh bao quanh toàn bộ đan điền của Hồng Quân. Biến thành trạng thái lỏng, vô danh vật chất mất đi rất ít, thế nhưng những màu xám mới sinh ra cũng biến thành dạng lỏng. Nguyên Anh ở giữa không trung, màu xám mới thành dạng lỏng như suối dần dần chảy vào đan điền, mà Phong Thần Bảng cũng bị Nguyên Anh nhỏ bé kia gắt gao nắm bắt được. Hồng Quân đột nhiên mở mắt, một đạo ánh sáng màu xám hiện lên, quan sát cẩn thận trong đan điền Hồng Quân kinh ngạc hô lên. Sao lại biến thành như thế này? Trong lòng Hồng Quân đã sớm biết khi bước vào Hồng Quân đạo tầng thứ nhất, vô danh vật chất sẽ phát sinh nhiều biến hóa, nhưng cũng không nghĩ được vô danh vật chất biến thành dạng lỏng. Hắn lại kiểm tra tình huống ở Nguyên Anh, không khỏi kinh hô lên một tiếng. Tam cấp huyền tiên cảnh giới ư? Sau khi vô danh vật chất biến hóa đã khiến tu vi của Hồng Quân tăng trưởng theo nhanh chóng vượt cấp, trực tiếp tiến vào tam cấp tiên đế. Tiên thức xuyên qua Hồng Quân hành phủ, trên không trung chỉ còn một mình người đang ngây ngốc đứng nhìn, người đó chính là Hồng Quân. Hắn ngây ngốc bởi người trên chiến trường đã biến mất, ngay cả những kẻ chết trận cũng không biết biến đi đâu mất sạch.
Hắn vội vàng xuất ra tin khí, nhưng không một ai nhận được tin tức của hắn. Cổ Bàn, Tôn Ngộ Không, Phượng Hy từ trước tới giờ đều truyền tin cho hắn, nhưng những tin tức đó đã qua thời gian quá lâu, có khi còn hơn 1000 năm. Sao lại thế này? Hồng Quân chỉ cảm giác ở Hồng Quân Hành Phủ ngủ một giấc, như thế nào mà đã qua 5000 năm. Trong thời gian hắn đang tự hỏi thì bỗng dưng nhận được một tin tức của Cổ Bàn. Hồng Quân, cho dù bế quan thế nào cũng phải truyền tin lại. Đã 6000 năm rồi. 6000 năm? Ta chỉ mơ có một chút mà đã 6000 năm rồi. Hồng Quân thở dài, cứ tưởng một chút đã đột phá tiên đế cảnh giới, ai dè đã 6000 năm trôi qua, thời gian như vậy cũng không tính là nhanh. Tiểu Bàn, các ngươi ở đâu? Ta đã xuất quan rồi. Hồng Quân lúc ấy bỗng dưng biến mất khỏi chiến trường, tiến vào Hồng Quân Hành Phủ mà không có nói qua với bọn Cổ Bàn. Tuy nhiên bọn Cổ Bàn cũng chỉ có chút lo lắng. Chúng ta đang tại Hỏa Nguyên Tinh, ngươi đã xuất quan rồi à? Thật tốt quá. Cổ Bàn rất nhanh truyền tin lại. Chủ phủ của Hỏa Nguyên Tinh, Hồng Quân nghe bọn họ kể về những chuyện đã xảy ra. 2000 năm trước, Tu La Đế Quân bỗng nhiên ra lệnh lui quân, Cương Thi nhất tộc tổn thất thảm trọng cũng không thèm đuổi theo. 2000 năm cũng chỉ có một vài chiến dịch nho nhỏ, không giống như lần trước là đại quy mô. Cương Thi nhất tộc xuất quân đại bộ phận là lục nhãn cương thi cấp bậc, hồng nhãn là rất ít, tử nhãn lại càng không có. Chính vì những đối thủ không xứng tầm này khiến Ngộ Không chán nản, rút lui về Vân Hỏa Tinh. 6000 năm qua, cứ mỗi mấy trăm năm, Cổ Bàn ba người thay phiên nhau quay lại địa phương khi Hồng Quân bế quan để xem Hồng Quân Hành Phủ có biến chuyển gì hay không. Hồng Quân Hành Phủ sau khi biến thành một hạt bụi nhỏ thì vẫn phiêu phủ nơi đó. Nếu người nào không thực sự chú ý thì không ai có thể biết được. Cũng trong 6000 năm đó, Ngộ Không đã bước vào lục cấp yêu đế cảnh giới. Kinh Thiên Côn Pháp đã luyện thành Kinh Thiên Kiểu Côn, tốc độ tu luyện thì không ai có thể đạt được như hắn. Phượng Hy giờ này cũng bước vào kiểu cấp yêu vương. Bốn người ở cùng một chỗ, giờ đây Phượng Hy tu vi thấp nhất trong bốn người. Ba người bọn Hồng Quân, Cổ Bàn, Ngộ Không đều đột phá đế cấp cảnh giới. Tại Tu La Ma Giới đều là ma đế tướng quân cấp bậc. Cũng chính vì cảm thấy mình kém hơn nên Phượng Hy đã tự mình yêu cầu Hồng Quân được vào Hồng Quân Hành Phủ để an tĩnh tu luyện. Nếu không đột phá đế cấp thì quyết không xuất quan. Ba người nghe xong đều cười ầm cả lên. Nhưng chính khi mọi người đang cười thì Phượng Hy cũng tiến nhập Hồng Quân Hành Phủ tu luyện. Cổ Bàn hiện nay cũng chính là nhị cấp tiên đế, lực công kích có thể so với ngũ cấp tiên đế. Trong 6000 năm, Nguyên Anh ở La Bàn đã phát triển lớn hơn trước, thậm chí đã lớn hơn Nguyên Anh trong bản thân của hắn. Tại Tu La Tinh, thám tử bí mật hồi báo: Bệ hạ, Tôn Ngộ Không cảnh giới tăng trưởng cực nhanh, bây giờ đã là lục cấp ma đế rồi. Ở cùng Ngộ Không có 3 người, chỉ có một nữ nhân là kiểu cấp ma vương, hiện tại đã bế quan. Một người từ tam cấp ma vương để thăng lên tam cấp ma đế, một người khác cũng có tốc độ để thăng kinh khủng, đang từ nhị cấp thiên ma để thăng lên nhị cấp ma đế. Chỉ có 6000 năm thôi mà tốc độ đã kinh khủng như vậy, cấp bậc ma đế cũng có thể đạt được à? Có loại này sao? Thú vị, thú vị. Người đi trước đi, ta sẽ cân nhắc chuyện này. Tu La Đế Quân trong một gia tộc truyền thừa, cho dù là Tu La Đế Quân cũng là người của La gia tộc. Cho dù Tu La Đế Quân La Bình có kinh nghiệm đế quân hơn 300000 năm nay, nhưng vẫn đang là bắt cấp ma đế. Không phải hắn không thể đột phá, mà Tu La Đế Quân có một quy định: nhất định phải bồi dưỡng một người trong gia tộc thành tài, sau này có thể trở thành đế quân mới được đột phá lên kiểu cấp ma đế, chờ đợi thần kiếp. Cho dù thế nào thì Tu La Đế Quân cũng có thể vượt qua được thần kiếp, vì Tu La Đế Quân giống như tiên ma yêu giới Kim Hình Quân đều có một kiện truyền thừa linh bảo. Truyền thừa linh bảo chỉ có người của La Gia mới có thể sử dụng. Truyền thừa linh bảo này chính là Tu La Thần Vương La Phàm lĩnh ngộ không gian pháp tắc chuyển xuống, nên điều khẳng định Tu La Đế Quân độ thần kiếp thất bại là rất khó xảy ra. 3 tháng sau, Tôn Ngộ Không, Hồng Quân, Cổ Bàn đều nhận được tin của Tu La Đế Quân mời đến diện kiến. Tiểu Quân, Tu La Đế Quân triệu Ngộ Không là điều rất bình thường, nhưng bỗng dưng triệu cả chúng ta đi, không lẽ là... Ba người tại Hồng Quân Hành Phủ đang bàn luận, Cổ Bàn là người đầu tiên nói: Cũng không hẳn là như vậy, nếu bọn họ đã biết thân phận của chúng ta thì khẳng định sẽ trực tiếp đuổi giết, chứ cũng không cần phải triệu kiến làm gì. Ta nghĩ hẳn là cảnh giới của chúng ta tăng lên quá nhanh nên bị họ nghi ngờ mà thôi. Hồng Quân thở dài nói, điều mà hắn nói cũng không sai biệt nhiều lắm so với thực tế.
hắn cũng không biết rằng Tu La Đế Quân đã biết bọn hắn không phải là người của Tu La Ma Giới. Lý do triệu kiến bọn họ chỉ sợ chỉ có mình Tu La Đế Quân mới biết được nguyên nhân. Nửa năm sau, ba người đến Tu La Tinh, ngày mà bọn họ triệu kiến Tu La Đế Quân chỉ còn một tháng. Ba người dừng lại một tinh cầu phồn hoa nhất Tu La Giới để du ngoạn. Đế Bằng Tinh so với Vân Hỏa Tinh thì lớn hơn gấp 10 lần, tổng cộng có 10 tòa đại thành chia đều cho 10 gia tộc lớn ở Tu La Ma Giới. La Gia Thị Tộc chính là ma giới hoàng tộc định cư ở Hoàng Thành. Thủ lĩnh của Tôn Ngộ Không là Hoàng Phổ Minh Thống Soái, cũng là một trong những thành viên của Hoàng gia. Tại 10 tòa thành trì này, Hoàng Minh Thành chính là lãnh địa của Hoàng gia. Ba người bọn Hồng Quân ra mắt Âu Dương Phạm Thống Soái, cũng là thành viên của một trong thập đại gia tộc. Ông ta cư ngụ ở Âu Dương Thành. Tòa thành này nằm ở phía đông của Tu La Tinh, là tòa thành lớn thứ hai trong thập đại thành trì. Ba người Hồng Quân đang đi dạo phố trong Âu Dương Thành. Tu vi thấp nhất ở Đế Bằng Tinh cũng là ma vương cảnh giới, thiên ma cấp bậc không được vào thành. Đi qua một góc đường, Hồng Quân kinh ngạc phát hiện ra một ma đế cấp bậc. Đế Bằng Tinh quả là Tu La Ma Giới đệ nhất tinh cầu. Tùy tiện tìm ở một tòa thành mà cũng có cả cao thủ ma đế cấp bậc. Mộ Dung Tuyết là tiểu quận chúa, một trong Tu La Ma Giới thập đại gia tộc, cùng với Âu Dương Thị Tộc, Âu Dương Thiến cùng nhau đều là nữ giả nam, đi cùng họ là hai hộ vệ. Cả con đường khi thấy họ đi qua đều nhanh chóng đứng nép vào lề đường, nhường đường cho bọn họ, cũng bởi vì là người của một trong 10 đại gia tộc nên không ai dạy gì mà dám bất kính với bọn họ. Ba người Hồng Quân lần đầu tiên gặp mặt hai người bọn họ ở trên đường, không biết hai người này thân phận là ai nên cũng không tránh đường. Tiểu Tuyết, sao nàng lại ở đây? Cổ Bàn kinh hô một tiếng rồi vọt đến bên người Mộ Dung Tuyết, nắm lấy tay nàng kêu lớn. Cổ Bàn vừa vọt đi, Hồng Quân thầm nghĩ là không ổn. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói thì hai người hộ vệ phía sau của Mộ Dung Tuyết đã nhanh chóng phóng tới. Bang bang, người bị đánh bay đi chính là hai hộ vệ của Mộ Dung Tuyết. Ngộ Không tay cầm gậy hăng hắc cười lạnh. Hai người hộ vệ này cũng là bát cấp yêu vương, tốc độ có nhanh thế nào cũng không thể so với lục cấp ma đế Tôn Ngộ Không được. Ngươi là thập ma nhân, buông tay ta ra. Mộ Dung Tuyết thần tình đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên nàng bị người khác cầm tay, nhanh chóng thoát qua mấy người, trông nàng như sắp khóc đến nơi. Mộ Dung Tuyết kinh hãi kêu lớn một tiếng. Cổ Bàn mới giật mình buông tay ra, lùi vội sang một bên. Xin lỗi, trông ngươi giống với một người bạn của ta, ta nhận nhầm ngươi. Cổ Bàn sau khi xin lỗi cùng với Tôn Ngộ Không đi ra ngoài, nhưng trong lòng lại âm thầm rơi lệ trước nữ tử này. Nữ tử này với người yêu của Cổ Bàn trên địa cầu quá giống nhau nên nhất thời hắn nhận nhầm người, cứ nghĩ rằng đó là người yêu của mình. Hắn nhớ lại ngàn ngàn năm trước tại địa cầu, chính là thời đại văn minh đó, Cổ Bàn chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường, thầm yêu một đồng nghiệp tên là Mục Tuyết, và người yêu của Cổ Bàn trên địa cầu rất giống với cô gái thuộc Mộ Dung gia tại Tu La giới này. Một câu chuyện buồn khiến Cổ Bàn không khỏi cảm thấy đau lòng nhớ lại. Mục Tuyết trên địa cầu là một người trong một gia tộc hùng mạnh. Mục Tuyết bị gia tộc trong người dẫn về, còn Cổ Bàn thì bị trọng thương, chỉ biết trơ mắt nhìn người yêu mình bị dẫn đi, không có lực lượng phản kháng. Đứng lại, chỉ nói một câu nhận nhầm người là có thể bỏ đi sao? Dám mà Mộ Dung Thành giữa thanh thiên bạch nhật mạo phạm Mộ Dung gia tiểu thành chủ, người đâu bắt bọn chúng lại. Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không nói gì, nhưng Âu Dương Thiến đã bực bội đứng lên, lập tức hơn 10 người lao đến vây quanh Cổ Bàn. Đánh nhau hả? Hay quá, nhưng các ngươi là mấy tên vô danh tiểu tốt, gọi mấy cao thủ ra đây bồi luyện cho lão Tôn ta. Ngộ Không huy bổng, miệng thì ha ha cười to. 10 người kia chỉ là ma vương cấp bậc, nhanh chóng bị Côn Phong đẩy lùi ra xa. Tiểu thư, người này chính là Tôn Ngộ Không, là tên đánh nhau đến phát cuồng, thuộc hạ đã từng gặp qua hắn ở trên chiến trường rồi. Thuộc hạ của Âu Dương Thiến đã nhận ra Tôn Ngộ Không, thấp giọng truyền âm cho nàng. Âu Dương Thiến con mắt sáng ngời đi tới trước mặt Tôn Ngộ Không, có chút không tin liền hỏi: Ngươi chính là Tôn Ngộ Không sao? Chính là người đã khiêu chiến với Tử Nhãn Cương Thi? Tôn Ngộ Không tại chiến trường đã đột phá ngũ cấp ma đế cảnh giới, cùng Tử Nhãn Cương Thi đấu một trận nhưng lại đánh không lại, nên suốt ngày chỉ tìm Tử Nhãn Cương Thi khiêu chiến. Câu chuyện này đã vang danh khắp ma giới. Sau khi chiến tranh qua đi, cái tên này ai ai cũng biết. Ai ra, cái tên tiểu nha đầu ngươi mà muốn nói chuyện với lão Tôn ta sao? Chồng ngươi cũng là một tiểu nha đầu có địa vị, ngươi bảo mấy tên gia hỏa của ngươi lui đi. Tôn Ngộ Không ha ha cười to, đang định cùng Cổ Bàn rời đi. Khốn kiếp,
đừng tưởng tại chiến trường ngươi có thể kiêu ngạo mà chỗ này cũng kiêu ngạo nha. Tưởng ta có thể cho ngươi đi dễ dàng hay sao? Âu Dương Thiến nổi giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giương tay nhắm hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Mau mau buông tiểu quận chủ ra! Thấy Âu Dương Thiến bị Ngộ Không nắm lấy, toàn nhóm hộ vệ hét lớn nhằm hướng Ngộ Không phóng tới. Bang bang! Mấy người hộ vệ lại bị đánh văng ra. Ma vương cảnh giới so với ma đế cảnh giới là cả một vấn đề, chênh lệch quá lớn. Ngộ Không chỉ dùng một tay đã đánh bay mấy tên hộ vệ, sau đó bỏ Âu Dương Thiến ra, không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, rồi cùng Hồng Quân cổ bàn bỏ đi. Âu Dương Thiến từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người nào đối xử như vậy, chưa có người nào khi dễ nàng như thế. Đặc biệt vừa rồi nhìn con mắt của Ngộ Không, trong lòng nàng bỗng có cảm giác ớn lạnh. Khi Ngộ Không đi xa rồi, nàng mới dám dậm chân quát lớn một tiếng, lôi kéo Mộ Dung Tuyết hướng phía Âu Dương Thành bay đi. Nhị thúc, tên Tôn Ngộ Không đó thật là kinh tởm ma, hắn không những đánh ta mà bằng hữu của hắn còn trêu ghẹo Tuyết nữa, không thể tha thứ cho hắn được. Khi trở lại phủ chủ của mình, Âu Dương Thiến tự mình đi tìm nhị thúc của mình, chính là bắt cấp ma đế Âu Dương Phạm. Nàng gặp Âu Dương Phạm lần này là muốn gặp lão, nhờ lão chút giận cho mình. Thiến nhi, tính cách của tên Tôn Ngộ Không kia trước này cũng như thế, tại chiến trường có lần ta lệnh cho hắn cũng không được, lần này hắn đến đây là do đế quân bệ hạ triệu kiến. Chuyện của cháu ta thấy cũng không phải to tát gì lắm, bỏ qua đi mà. Âu Dương Phạm cười nói. Lúc trước Tôn Ngộ Không dưới trướng của Hoàng Minh, Âu Dương Phạm thấy từ khi Hoàng Minh chết đi, Ngộ Không tại chiến trường vẫn không hề ủ rũ, vẫn hân hoan lao vào các cuộc chiến. Tuy hắn đôi khi lỗ mãng, nhưng nhìn thấy khí thế của hắn, Âu Dương Phạm cũng có chút hâm mộ. Nhị thúc, thúc không giúp ta sao? Không lẽ thúc đứng nhìn ta bị người khác khi dễ như vậy sao? Âu Dương Thiến nói như nàng oan uổng lắm. Con mắt nàng giả hoạt, khống chế đang dần dần đỏ lên như là sắp khóc đến nơi vậy. Thôi được rồi, để sau khi bệ hạ triệu kiến hắn xong, ta sẽ bảo hắn đích thân đến phủ gặp con xin lỗi, như vậy đã được chưa? Âu Dương Phạm sợ chiêu này nhất của nàng. Tiểu nha đầu này một khi đã khóc thì không ai có khả năng dỗ được nàng. Nhị thúc, là chính thúc nói đấy, hắn sẽ phải tự mình đến xin lỗi ta. Âu Dương Phạm chỉ còn cách tắt tiếng, nhìn khuôn mặt của nàng thì không có vẻ gì là sắp khóc, còn cười nữa. Lại bị con tiểu nha đầu này lừa rồi. Âu Dương Phạm nhìn chằm chằm Âu Dương Thiến, ông cũng bắt đầu lo lắng làm cách nào để có thể bảo Tôn Ngộ Không đến xin lỗi nàng. Tính cách của Ngộ Không, Âu Dương Phạm cũng biết, dùng cứng rắn bắt hắn xin lỗi là không được, chỉ còn cách dùng biện pháp nhẹ nhàng mà thôi. Ba người Hồng Quân trở lại quán trọ, cổ bàn một mình lặng lẽ đi về phòng mình đóng kín cửa lại, gọi thế nào cũng không chịu ra. Tiểu Tuyết. Cổ bàn trong phòng ngồi cầm một kiện bố ngẫu một dạng khung ảnh. Hắn ngây ngốc ngồi trong phòng nhìn bố ngẫu đó, mắt buồn buồn nhớ lại những kỷ niệm khi còn trên địa cầu. Những ngày còn bên cạnh Tiểu Tuyết, cùng bao nhiêu hình ảnh thân thương, bao nhiêu là kỷ niệm ngọt ngào. Khóe miệng cổ bàn khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt thì ánh lên những tia bi thương sâu đậm. Hắn tựa hồ nhớ về những năm tháng qua trên địa cầu. Địa cầu có một nền văn minh rất phát triển trong vô vàn tinh cầu của vũ trụ. Thông qua khoa học kỹ thuật, con người có thể sống đến hàng ngàn năm. Thời gian đó cũng đủ để họ có thể tìm được những biện pháp để có thể tu chân. Chính vì thế, tu chân cũng rất phát triển. Nhưng văn minh đến càng nhanh thì tai nạn lại cũng đến càng nhanh. Linh khí trên địa cầu càng ngày càng ít đi, người tu chân lần lượt rời khỏi địa cầu. Cổ bàn vì muốn được ở cùng với Tiểu Tuyết nên một mình dùng phi thuyền rời khỏi địa cầu, tìm kiếm một phương pháp tu chân. Chỉ có thể trở thành người tu chân chân chính mới có thể mãi mãi ở cùng Tiểu Tuyết. Phương pháp tu chân đã tìm được, nhưng tu chân thì không có năm tháng. Cổ bàn quyết định tu luyện tới Nguyên Anh kỳ rồi trở lại địa cầu. Thế nhưng nền văn minh huy hoàng xưa kia đã không còn nữa. Trên địa cầu chỉ còn lại hoang tàn đổ nát, một người cũng không thể tìm thấy. Cổ bàn đau khổ tột cùng, nhưng sự thật thì không thể thay đổi được. Hắn liền tu luyện dưới núi Hoàng Sơn, rồi độ kiếp phi thăng lên Tử Huyền Tinh. Từ khi đó hắn gặp được Hồng Quân nên cuộc sống cũng đã vui vẻ hơn trước. Tiểu Tuyết, nàng có biết không, ngoài kia có một người rất giống nàng, ta còn tưởng nàng đã trở lại. Cổ bàn nhìn bố ngẫu nói, phảng phất đâu đây như chính mình đang ngồi nói chuyện với Tuyết. Là một vết thương tình, thật tội nghiệp cho hắn, chúng ta không cần phải xen vào chuyện của hắn đâu, phải tự hắn vượt qua mới được.
Hồng Quân mỉm cười, cầm ly rượu lên chậm rãi uống. Một tháng sau, chính là ngày Tu La Đế Quân triệu kiến bọn họ. Một người là quan chức trong triều, tu vi đạt ma vương cảnh giới, đang thao thao bất tuyệt, đang giảng giải cho bọn Hồng Quân về cách để tấn kiến bệ hạ như thế nào, nhưng cuối cùng bị Tôn Ngộ Không dùng bổng hất văng ra ngoài. Gặp người mà cũng có nhiều quy củ như vậy. Nhớ năm đó lão Ngọc Hoàng tại Lăng Tiêu Bảo Điện còn bị ta đạp cho nữa nà. Ngộ Không lại nói về chuyện ngày xưa đại náo thiên cung. Ngộ Không, bình tĩnh đi, ngươi đừng quên nơi này là nơi nào. Thân phận của chúng ta với họ là bất đồng, đặc biệt là trong cách nói chuyện. Đợi khi vào trong kia, ngươi nói chuyện ít đi. Hồng Quân vội vàng truyền âm cho Ngộ Không, nói nhiều ắt xảy ra chuyện. Với tính cách của Cổ Bàn thì hắn rất yên tâm. Lo lắng nhất chính là tên gia hỏa Tôn Ngộ Không này, mồm miệng lúc nào cũng liến thoáng. Hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn là không ngừng lại. Tại Tu La Điện, ở trên cao chính là 900 tên thái giám. Người tiến vào đại điện phải đi lùi vào. Không những thế, tại đế quân hoàng cung bên trong không cho phép được phi hành. Trong đại điện có mấy người đang đứng dưới đài. Ở trên cao có một người, xung quanh hắn hắc vụ bay quanh, không nhìn rõ mặt mũi. Tính tò mò của Ngộ Không nổi lên, hắn liền dùng hỏa nhãn kim tinh của mình cố gắng nhìn thấu hắc vụ. Nhưng một lực lượng cường đại phản chấn khiến hắn phải lùi lại phía sau. Một người trong đám người đứng dưới đại điện liền bước ra quát lớn. Ở trong đại điện mà còn dám làm càn, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Không sao, không biết không có tội, các người lùi ra trước đi. Người trên cao chính là Tu La Đế Quân đột nhiên nói. Mấy người định đi bắt Tôn Ngộ Không chính là ma đế cấp bậc cao thủ. Nhưng nghe được những lời như thế liền lùi lại phía sau. Kể cả người vừa hung hăng nhìn Ngộ Không cũng phải lùi lại. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không phải không? Tính cách của ngươi quả nhiên cuồng ngạo. Ngươi là người thứ nhất dám nhìn thẳng vào bổ đế quân ta vậy. Cả đại điện giờ chỉ còn lại 3 người, Hồng Quân và một người trên cao, chính là Tu La Đế Quân. Ta chính là Tôn Ngộ Không. Cái vụ quỳ lễ đó ta sẽ không quỳ đâu. Ta chỉ quỳ dành cho cha mẹ và sư tôn ta thôi. Đối với người khác ta chưa từng quỳ qua bao giờ. Tôn Ngộ Không ha ha cười to. Cả 3 người đều không quỳ trước Tu La Đế Quân. Sư tôn ngươi là ai mà ngươi chỉ quỳ hắn, không chịu quỳ trước ta? Ta cũng muốn xem hắn là vị cao nhân nào mà dạy ra một tên đệ tử như ngươi vậy. Tu La Đế Quân không truy tự hắn gặp mặt không quỳ, chỉ truy hỏi sư tôn hắn là ai. Sư tôn ta ư? Sư tôn ta là một người phi thường, tên của người là... Ngộ Không, không được nói. Hồng Quân vội vàng ngăn cản Tôn Ngộ Không, tiến lên một bước khom người xuống nói. Bệ hạ, sư tôn của Ngộ Không hiện giờ không có ở đây. Nếu nói chuyện về ông ta thì không hay cho lắm. Chẳng biết hôm nay bệ hạ triệu kiến 3 huynh đệ ta là vì chuyện gì đây? À, ta nghe nói Tu La Ma Đế đản sinh ra một vị thiên tài tướng quân, một bậc ma đế tham gia chiến tranh. Chiến tranh chấm dứt cũng đã đạt được ngũ cấp ma đế, bây giờ đã là lục cấp ma đế, có thể đánh bại 3 hồng nhãn cương thi vương. Bổn đế quân thật sự rất cao hứng, muốn gặp vị tướng quân thiên tài này. Không biết lý do này đã được chưa? Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Tôn Ngộ Không đã được Hồng Quân bí mật truyền âm, cúi đầu nói. Chỉ tiếc rằng ngôn ngữ của hắn nói như không quan tâm đến việc tạ ơn Tu La Đế Quân một chút nào cả. Còn có 2 vị, chỉ ngắn ngủi mấy ngàn năm, một người từ thiên ma cảnh giới trực tiếp để thăng tới nhị cấp ma đế, một người từ tam cấp ma vương để thăng lên tam cấp ma đế. Ta ở Tu La giới bao nhiêu ức năm qua cũng chưa từng gặp qua nhân vật thiên tài như vậy. Bây giờ gặp được 3 vị, bổn đế quân thực sự rất vui mừng. Hồng Quân nhìn không được vẻ mặt của Tu La Đế Quân, nhưng khi nghe hắn nói những lời này thì cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Hắn liền nhanh chóng truyền âm cho Cổ Bàn và Tôn Ngộ Không cẩn thận đề phòng. Bệ hạ, công pháp của chúng ta có đôi chút đặc thù, cho nên cảnh giới phi thăng rất nhanh, nhưng càng về sau lại càng chậm lại, không tăng nhanh như trước được nữa. Hồng Quân mỉm cười nói. Công pháp đặc thù ư? Là loại công pháp gì vậy? Có thể giảng qua cho bổn đế quân biết được không? Chuyện này... Hồng Quân không nói ra lời, cũng không thể nói cho hắn biết mình tu luyện là Hồng Quân Đạo. Nhưng dù có nói ra thì chắc gì tên Tu La Đế Quân này đã tin. Thưa bệ hạ, chuyện của sư môn là chuyện cơ mật, xin bệ hạ lượng thứ, không thể nói ra. Cổ Bàn bước lên một bước nghiêng mình nói. Chỉ đơn giản nói ra một câu đã khiến cho 3 người suýt nữa thì lộ ra chân tướng. Hồng Quân cùng Cổ Bàn trong lòng đã cảm thấy kinh hãi. Vẻ mặt của Ngộ Không cũng nghiêm túc hẳn lên.
hay cho cái lý do sư môn cơ mật? Mà giới sư môn có mấy môn phái có truyền thừa đây, tại sao ta lại chưa từng nghe nói về sự tồn tại của môn phái các ngươi? Tu La Đế Quân bỗng dưng đứng lên, một cỗ hàn khí từ người hắn lan tỏa ra xung quanh. Bệ hạ, quả thật sư môn của chúng ta là một sư môn bí mật. Các ngươi còn muốn lừa gạt bổn đế quân đến bao giờ? Các ngươi mới xuất hiện hơn 6.000 năm trước, xuất hiện tại Tu La ma giới, trong khi xuất hiện đều không ai là đế cấp cả. Bây giờ 4 người thì 3 người đã đạt đến đế cấp rồi, còn một cô gái thì cũng sắp đạt đến đế cấp rồi phải không? Tu La Đế Quân La Binh đột nhiên xuất hiện trước mặt 3 người. Ngay lập tức bọn hồng quân 3 người đều cảm thấy hàn khí đại thịnh. Bệ hạ, đây là ý tứ gì? Cả 3 người nhanh chóng đi vào trạng thái chiến đấu. Hồng quân truyền âm cho Ngộ Không và Cổ Bàn, nếu xảy ra chuyện không thể cưỡng được thì nhanh chóng tiến nhập hồng quân hành phủ. Ta chỉ muốn biết lai lịch thật sự của các ngươi cùng với công pháp các ngươi đang tu luyện. Hắc vụ vây tròn quanh người của Tu La Đế Quân, căn bản không nhìn được vẻ mặt của ông ta, chỉ là không gian xung quanh đã bị ông ta phong tỏa. Lão bát đán, không nói thì làm sao nào? Khi thấy Tu La Đế Quân phát ra trận trận hàn khí và khí thế tôn nghiêm, Ngộ Không hét to một tiếng, vung bổng đánh tới, phá tan không gian lạnh giá và khiến cho mọi người đỡ chịu áp lực từ phía Tu La Đế Quân. Không biết tự lượng sức mình. Tu La Đế Quân hừ lạnh một tiếng, quyền đầu đánh thẳng vào bổng của Ngộ Không. Chỉ một quyền đã đánh văng Ngộ Không sang một bên. Ngộ Không, ngươi không sao chứ? Hồng quân cả kinh, Ngộ Không là lục cấp ma đế, siêu cấp thần thú bình thường, đấu với thất cấp ma đế không thành vấn đề. Tu La Đế Quân cao nhất cũng là cửu cấp ma đế, nhưng rất khó chỉ một quyền mà đánh cho Ngộ Không bay đi như vậy. Còn muốn động thủ sao? Tu La Đế Quân cười lạnh nói. Tiếp thêm một côn của lão tôn ta đây, kinh thiên cửu côn. Ngộ Không chỉ là bị đánh bay ra xa, không có bị thương. Trong nháy mắt, kim bổng trong tay phát ra kim quang chói mắt. Hồng quân và Cổ Bàn nhanh chóng lùi lại phía sau. Họ cảm thấy kinh thiên cửu côn này có chút áp lực đối với bọn họ. Oanh một tiếng, Ngộ Không lại bị đánh văng, dính trên tường. Còn Tu La Đế Quân vẫn không hề dịch chân nửa bước. Ngươi dùng cái gì để đỡ kinh thiên cửu côn của ta? Ngộ Không một lần nữa đứng lên, ngạc nhiên hiện rõ lên ánh mắt. Kinh thiên cửu côn có thể cùng với bát cấp ma đế bất phân thắng bại, nhưng Tu La Đế Quân một bước cũng không di chuyển. Thái độ thong thả như thế cũng khiến Ngộ Không không còn dám coi thường như trước nữa. Tu La ma giới tu luyện chính là Tu La ma đạo, chỉ có hoàng tộc La Gia của ta tu luyện chính là Tu La hoàng đạo. Tu La Đế Quân lạnh nhạt nói, nhưng chỉ trong nháy mắt, thân ảnh vừa động một chảo đã hướng Hồng Quân bắn tới, bắt được Hồng Quân. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng hắn đã nhận ra Hồng Quân chính là trung tâm của cả 3 người. Tiểu Quân! Cổ Bàn hét lớn một tiếng, cực phẩm tiên khí bay ra, trực tiếp hướng cổ Tu La Đế Quân vạch một đường. Tôn Ngộ Không tay cầm kim bổng, một ngân một kim lưỡng đạo quang ảnh nhằm người Tu La Đế Quân đánh tới. Bang một tiếng, Ngộ Không cùng Cổ Bàn đều bị phản chấn văng ra ngoài. Trong mắt Hồng Quân hiện lên một đạo quang mang màu xám, vô ảnh đao xuất hiện trong tay. Một âm thanh chát chúa vang lên, kiện nhị lưu hồng mông linh bảo ra tay. Sau khi va chạm trên người Tu La Đế Quân, liền tạo ra một âm thanh khủng khiếp thì bay trở lại tay của Hồng Quân. Hồng mông linh bảo, cuối cùng các ngươi là ai? Tu La Đế Quân mặc dù bị vô ảnh đao công kích, nhưng chỉ lùi lại 2 bước. Hồng Quân nhanh chóng thoát ra khỏi tay của Tu La Đế Quân. Ngươi cũng có hồng mông linh bảo sao? 3 người Hồng Quân nhanh chóng tụ lại một chỗ, có thể ngăn chặn lại nhị lưu hồng mông linh bảo, chỉ có thể là hồng mông linh bảo. Cũng vì lý do này, Hồng Quân tin tưởng trên người của Tu La Đế Quân nhất định có một kiện hồng mông linh bảo chiến y. Không sai, ta sở hữu hồng mông linh bảo, ngay cả điều này mà các ngươi cũng không biết, thế mà dám nói là người của ma giới sao? Tu La Đế Quân không đánh tiếp mà lạnh nhạt nói. La Gia từ xưa đến nay chính là Tu La giới hoàng tộc, chủ yếu có 2 điểm. Điểm thứ nhất là bọn họ tu luyện Tu La hoàng đạo, cấp bậc hơn hẳn Tu La ma đạo. Thứ hai, trong gia tộc của hắn có truyền thừa linh bảo. Truyền thừa linh bảo chính là do một tay thần vương La Phàm chuyển cho họ. Đó là 2 kiện hồng mông linh bảo có tính phòng ngự và tính tấn công. Đại đa số mọi người trong ma giới đều biết. Chỉ tội cho bọn Hồng Quân là mới đến Tu La ma giới chưa lâu, lại không hay tiếp xúc với người khác nên không biết được thông tin này. Bệ hạ, cho dù chúng tôi có phải là người của ma giới hay không, không quan trọng. Quan trọng là ta không có địch ý với Tu La giới. Ngài cần gì phải ép chúng ta như vậy?
Cổ Bàn lớn tiếng nói, nơi này không phải là tiên ma yêu giới, nên không có nhiều người giúp đỡ bọn họ. Ngoại trừ là bỏ mặc tất cả, thì chỉ còn con đường là khuyên bảo Tu La Đế Quân không nên thúc ép mình, dồn mình vào đường cùng mà thôi. Các ngươi rốt cuộc cũng đã thừa nhận. Nói, các ngươi từ nơi nào tới? Tới Tu La Ma Giới có mục đích gì? Còn cái tên tiểu tử trên tay có kiện Hồng Mông Linh Bảo kia, tại sao lại tới đây? Bệ hạ, chúng tôi chỉ là ngẫu nhiên tới Tu La Ma Giới mà thôi, không có mục đích gì cả. Không biết bệ hạ có từng nghe qua đến tiên ma yêu giới chưa? Chúng ta chính là đến từ nơi đó. Chúng ta bị một khe không gian dạn nứt chuyển tới đây. Còn Hồng Mông Linh Bảo là của người nhà cho ta, thân phận không tiện lộ ra, xin bệ hạ không cần quá quan tâm. Hồng Quân nói chuyện nhưng trong lòng đã chuẩn bị cho cả ba người tiến vào Hồng Quân hành phủ. Tu vi của Tu La Đế Quân thâm sâu không thể lường được, Kim Hình Quân của Kim Hình Tông cũng không thể so sánh được. Hơn nữa trên người y còn có Hồng Mông Linh Bảo chiến y, ba người Hồng Quân không có cơ hội để thắng được Tu La Đế Quân, chuẩn bị chuồn là thượng sách. Bệ hạ, ngài đã nghe qua tiên ma yêu giới chưa? Cổ Bàn vội vàng hỏi lại. Nghe ngữ khí của Tu La Đế Quân như vậy, có khả năng hắn cũng biết đến ma giới của tiên ma yêu giới. Không sai, ta cũng biết tiên ma yêu giới kia, đó là một địa phương phi thường hỗn loạn. Tu La Đế Quân đột nhiên biến mất, xuất hiện trên ghế cao, quay về phía bọn Hồng Quân nói. Trong lòng Hồng Quân cũng thở dài nhẹ nhõm. Ở chỗ này trốn vào Hồng Quân thành phủ, coi bộ cũng không ổn. Khi phi thăng thần giới sẽ như thế nào đây? Liệu Hồng Quân hành phủ có chịu được lực công kích của Hồng Mông Linh Bảo trong tay La Binh hay không? Không ai có thể biết, nên khi nghe cách nói chuyện của Tu La Đế Quân và thái độ của hắn, mọi người ai cũng thở ra một hơi. Các ngươi tuy không phải là người của Tu La Ma Giới, thế nhưng Tôn Ngộ Không đã lập được không ít đại công cho Tu La Ma Giới. Ta cũng không làm khó các ngươi, thế nhưng các ngươi sau này phải ở lại Tu La Tinh, Hỏa Huyền Tinh, không được trở về Tiên Ma Yêu Giới. Tu La Đế Quân cũng không chuyển thân phận của ba người Hồng Quân ra ngoài, chỉ là hủy bỏ thân phận tướng quân của Ngộ Không, đưa ra yêu cầu rằng nếu như Tu La Ma Giới đại chiến với Cương Thi nhất tộc thì ba người nhất định phải tham gia trợ giúp cho quân đội. Sau một hồi nói chuyện với Tu La Đế Quân, Tu La Đế Quân vì bọn họ mà cấp cho họ một nơi để sống. Ba người Hồng Quân trở thành trợ thủ đắc lực cho ông ta, một loại trợ thủ cao cấp. Với cuộc sống ở nơi nào thì ba người đều không để ý tới. Âu Dương Thành so với Hỏa Nguyên Tinh còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều Tu La Đế Quân hạn chế bớt hành động của họ. Chỉ có điều này làm Ngộ Không không được thoải mái. Trong vòng một tháng, Ngộ Không đã liên tiếp 7 lần chống lại các cao thủ đế cấp của Âu Dương Thành. Một tháng trôi qua là một tháng Âu Dương Phạm đau đầu. Âu Dương Thiến không ngừng thúc giục lão, yêu cầu Tôn Ngộ Không đến tận cửa để xin lỗi nàng. Đã 3 lần Âu Dương Phạm phái cao thủ đế cấp đi tìm Ngộ Không, cũng chính là 3 lần các cao thủ kia bị Tôn Ngộ Không đánh. Đối với Ngộ Không, các cao thủ kia chính là đối tượng cho hắn rèn luyện. Cuối cùng, Âu Dương Phạm phải hạ mình đi tìm Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, mặc dù ngươi bây giờ không còn là thân phận tướng quân, nhưng ta tin tưởng một khi có đại chiến nổ ra, nhất định một lần nữa bệ hạ sẽ khôi phục lại chức cho ngươi, không chừng còn phong ngươi làm nguyên soái. Trong phủ đệ của ba người, Âu Dương Phạm đang vừa nói vừa cười a a, nhưng trong lòng thì đang tìm cách làm thế nào để Ngộ Không xin lỗi Âu Dương Thiến. Âu Dương lão đầu, thân phận cái gì thì ta cũng không quan tâm, chỉ cần có người đánh nhau với ta là được rồi. Ngộ Không ha ha cười, mời Âu Dương Phạm uống rượu, nhưng cách uống của hắn thì chỉ để nhìn mà thôi. Ngộ Không, cách nói chuyện đó là không được đâu, cách nói như vậy là vô lễ với Âu Dương Nguyên Soái. Hồng Quân trừng mắt nhìn Ngộ Không, cười ha ha, rồi quay sang Âu Dương Phạm nói. Âu Dương Nguyên Soái, xin người đừng để ý, Ngộ Không chỉ là tính tử, giã điểm, chứ thực ra không có ý gì đâu. Âu Dương Phạm cười khổ hai tiếng, tính tình lỗ mãng đâu phải một ít, Âu Dương Phạm đã sớm lĩnh giáo qua một chút lỗ mãng này rồi. Ngay tại chiến trường, cái tên Ngộ Không chết bầm này cũng gọi lão là Âu Dương lão đầu, mặc kệ là như thế nào cũng không chịu gọi khác đi. Thậm chí có dùng quân pháp thì hắn vẫn chứng nào tật nấy, suốt ngày Âu Dương lão đầu này, Âu Dương lão đầu nọ. Hết cách, nhưng tính cách này của hắn lão phu cũng cảm thấy thích à. Âu Dương Phạm cười hăng hắc hai tiếng, lập tức lại nói. Ngộ Không, lão phu 3 lần cho người đi tìm ngươi, ngươi đều không đi, lần này tự mình lão phu tới tìm ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Nếu lão bổ luyện cho ta một ngày, ta sẽ đi. Tôn Ngộ Không đặt một vò rượu xuống, thở ra toàn mùi rượu,
nhìn chằm chằm Âu Dương Phạm nói: "Bồi tiếp Ngộ Không luyện tập võ một ngày ư?" Âu Dương Phạm có chút hối hận vì đã hứa với Âu Dương Thiến là sẽ đưa Ngộ Không tới tận cửa để xin lỗi nàng. Tôn Ngộ Không mặc dù chỉ là lục cấp ma đế, nhưng bản lĩnh của hắn thì thất cấp ma đế bình thường so ra còn không bằng. Âu Dương Phạm có thể thắng được Tôn Ngộ Không, nhưng lão cũng phải bỏ ra không ít công phu. Lo lắng một hồi, Âu Dương Phạm quyết định cắn răng xuống nước đáp ứng. "Ngộ Không, ta đáp ứng với ngươi chuyện này. Chuyện này cũng không khó gì, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện." "Không phải là ta đã đáp ứng rồi sao? Có chuyện gì nữa đây?" "Ngươi chừng nào thì có thể đáp ứng chuyện đấy của ta đây?" Âu Dương Phạm nhìn Ngộ Không và nói với giọng rất nghi ngờ. "Ta không phải là đáp ứng với lão là sẽ đi đến một nơi nào đó do lão chỉ điểm hay sao? Còn có yêu cầu gì nữa đây?" "Là ngươi nói đó nha." Âu Dương Phạm mở to hai mắt nhìn. Lão vạn lần không nghĩ được mình lại phải xuống nước đi cầu xin một tên gia hỏa như Ngộ Không, mà kết quả như thế nào thì lão cũng bị mất mặt. "Ngộ Không, Âu Dương Nguyên Soái đã đáp ứng như vậy, ngươi cảm thấy cảm kích mới phải, còn phải hỏi chuyện này nọ sao?" Cổ Bàn cùng Hồng Quân nhìn điệu bộ của Âu Dương Phạm thì cười thầm. Nhìn lão Nguyên Soái này có vẻ rất mong muốn nhờ cậy Ngộ Không, trong khi Ngộ Không thì sao đây? Một tên gia hỏa chỉ biết suốt ngày uống rượu, đánh nhau, luyện côn, có cái gì mà nhờ được hắn đây? 3 ngày sau, Ngộ Không hài lòng ra về. Bắt cấp ma đế quả nhiên không tầm thường. Ngộ Không đánh với Âu Dương Phạm cả ngày, cuối cùng thua dưới thần khí của Âu Dương Phạm. Nhưng thực tế thì Âu Dương Phạm tu vi cao hơn Tôn Ngộ Không được một chút. Âu Dương Phạm cuối cùng cũng hối hận vì đã đấu với Tôn Ngộ Không. Đã sớm biết Ngộ Không là tên khó gặm, thế nhưng không ngờ lại khó gặm hơn lão nghĩ. Nếu Âu Dương Phạm không ở phút cuối cùng tung ra thần khí thì cuối cùng ai thắng ai thua cũng còn chưa biết được. Đánh xong trận này, Âu Dương Phạm toàn thân đau ê ẩm mấy ngày liền. Sau này cứ nghe đến chuyện bồi luyện cho Tôn Ngộ Không, lão lại giật mình thon thót, cứ như là nhớ về những ngày khủng khiếp nhất của đời mình. "Cái gì? Muốn ta tới xin lỗi tên tiểu nha đầu kia sao? Lão đừng có mơ." Ngộ Không lớn tiếng hô, rượu cũng không uống nữa, nhảy dựng lên. Sau khi bồi luyện cho Tôn Ngộ Không vài ngày, Âu Dương Phạm quay trở lại nơi ở của bọn Hồng Quân. Lần này lão trở lại để nhắc nhở yêu cầu của mình mấy ngày trước. Âu Dương Thiến đối với Ngộ Không là một ả đáng ghét. Nhắc đến yêu cầu này, thái độ phản ứng của Tôn Ngộ Không còn kinh khủng hơn lão nghĩ. Nhất thời Âu Dương Phạm không biết nói gì cho phải. "Ngộ Không, nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của Nguyên Soái, ta nghĩ ngươi sẽ làm được. Với lại ngày đó chúng ta ở đó làm việc không đúng, chỉ là xin lỗi thôi mà, không sao đâu." Hồng Quân vội vàng khuyên bảo Tôn Ngộ Không. Hắn cũng không muốn làm cho Âu Dương Phạm xấu hổ. "Không đi, không đi, đến xin lỗi con nha đầu kia, thà giết ta đi còn sướng hơn." Tôn Ngộ Không trong đầu đang nghĩ trăm phương ngàn kế, mắt đảo liên tục, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra cách để thoái thoát yêu cầu này. "Ngộ Không, ngươi không đi không được à nha. Trước đây ngươi không hỏi, yêu cầu cho rõ ràng, giờ thì chỉ có tự mình, tự trách mình thôi." Cổ Bàn cười cười, nhìn Ngộ Không nói: "Không, không, nói kiểu gì, ta cũng không đi. Ta đừng đường là đại nam nhân mà phải đi xin lỗi tiểu nha đầu đó sao? Còn ra thể thống gì nữa, thật mất mặt với hầu vương ta quá." Tôn Ngộ Không lấy lý do cự tuyệt, tạm thời trước mắt chỉ biết nói ra danh tiếng của mình trước kia để kéo dài thời gian. "Ngộ Không, ngươi không muốn ta cho nhị thúc biết ngươi là người không giữ chữ tín với người khác đấy chứ?" Hồng Quân truyền âm nhắc nhở Ngộ Không, lại còn nhắc tới hầu phí. Tôn Ngộ Không thấy đầu mình như nặng xuống, ai nói hắn cũng có thể không nghe, nhưng đặc biệt là hầu phí, chỉ là hầu phí nói thì nhất định hắn phải nghe. Hầu phí đã từng nói qua phải đặc biệt giữ chữ tín. Cuối cùng đã có giao kèo với Âu Dương Phạm. 3 ngày sau, Hồng Quân sẽ mang Ngộ Không và Cổ Bàn tới Âu Dương Phủ. Tôn Ngộ Không sẽ trước mặt Âu Dương Thiến xin lỗi, còn Cổ Bàn cũng có hành động thất thố nên cũng phải xin lỗi Mộ Dung Tuyết. Khi chưa đến Âu Dương Phủ, Ngộ Không đã thấy thái độ đáng ghét của Âu Dương Thiến như thế. Một thái độ có thể giống như thắng trận lớn trở về. Hồng Quân chỉ còn biết cười khổ. Cổ Bàn thì ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Còn mặt của Ngộ Không thì đúng như khỉ ăn ớt, vẻ mặt đau khổ, căm tức. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tiến vào đại môn của Âu Dương Phủ. 3 tháng sau, Hồng Quân cùng Cổ Bàn mới giải quyết xong việc xin lỗi đầy thú tính của Ngộ Không. Mang tiếng là hắn đi xin lỗi, nhưng thực ra là thái độ đi đánh nhau. Vừa nghe Âu Dương Thiến lớn tiếng vài câu, đã không chịu nổi, vác bổng đập nát tiền viện của Âu Dương Phủ. Thái độ ngông cuồng đã khiến cho Âu Dương Khang, Âu Dương Gia Gia, gia tộc kéo theo mười mấy ma đế quyết tâm giết chết Tôn Ngộ Không.
Cũng may cuối cùng Tu La đế quân phải đích thân đứng ra dàn xếp mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Phong ba qua đi, cuối cùng mọi chuyện yên lặng trở lại. Ba người Hồng Quân an tâm ở lại Âu Dương Thành. Tu La ma giới và Cương Thi nhất tộc xảy ra hơn một lần đại chiến, nhưng thời gian không dài. Tu La đế quân cũng không dùng ba người vào cuộc chiến tranh này. 300 năm sau, Phượng Hy đột phá yêu vương kỳ, trở thành nhất cấp yêu đế, chính thức xuất quan. Khi xưa, bốn người bọn họ bôn ba ở Tu La ma giới, chỉ có Ngộ Không có được cảnh giới ma đế. Còn hiện giờ thì cả bốn người đều có cảnh giới ma đế cao thủ. 300 năm qua, vô danh vật chất của Hồng Quân không phát triển nhanh được như ngày xưa ở chiến trường. Do Tu La đế quân hạn chế hành động, nếu không Hồng Quân đã trở lại chiến trường xem xét một chút. Hắn thực sự cũng tò mò là nguyên nhân gì mà thời gian đó hắn lại đột phá nhanh đến như vậy. Nhưng trong thời gian này, Ngộ Không lại trở thành người nổi tiếng nhất tại Tu La Tinh. 10 đại gia tộc ngoại trừ Hoàng Thất La Gia, 9 gia tộc còn lại đều bị Ngộ Không phóng hỏa một lần. Hơn nữa, mỗi lần đều chính thức khiêu chiến với bát cấp ma đế của gia tộc. Ngộ Không tuy không thể thắng cả 9 người trong các đại gia tộc đó, nhưng cả 8 cấp ma đế đó muốn thắng Ngộ Không đều phi thường gian nan. Cô hồ mỗi người đều bị bức đến đường cùng. Nếu không phải mỗi gia tộc đều có truyền thừa gia bảo, thì muốn thắng Ngộ Không thực sự không phải là một điều dễ dàng gì. Tên của Tôn Ngộ Không thông qua Tu La Tinh được loan truyền khắp Tu La ma giới. 9 gia tộc thì thông báo cho tất cả gia tộc đệ tử của mình, người này tuyệt đối không được dây vào. Chỉ một chút chọc giận hắn thôi là hắn viện lý do này đến tận cửa gây rối, yêu cầu quyết đấu hoặc khiêu chiến. Cái tên gia hỏa này đã khiến cho 9 đại gia tộc phải đau đầu. Nguyên do chủ yếu là Ngộ Không ba người đều có tầm quan trọng đối với Tu La đế quân. Thứ hai là hắn đáp ứng yêu cầu của Tu La đế quân, 9 đại gia tộc cũng không biết phải đối phó với Ngộ Không như thế nào, chỉ còn biết dương mắt nhìn hắn đắc ý. Cổ Bàn mấy trăm năm nay cũng không có việc gì làm nên thường xuyên viếng thăm Mộ Dung Thành, cuối cùng là lần mò ở luôn trong Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành chủ đối với Cổ Bàn cũng có thái độ không tệ, cũng không phản đối mối quan hệ của hắn với Mộ Dung Tuyết. Cũng chỉ có 300 năm đó, hai người cũng nảy sinh tình cảm, luôn luôn gần gũi với nhau. Tâm tư cuối cùng cũng được cởi bỏ, tốc độ tu luyện của Cổ Bàn lại càng nhanh hơn, tương hồ trong la bàn ngày càng đậm đặc, đã có dấu hiệu ngưng kết. Hình dáng vô danh vật chất của Hồng Quân từ trước đây mặc dù tăng trưởng chậm, nhưng so với thời kỳ Hồng Quân sáng tạo ra Hồng Quân Đạo thì đã có những bước phát triển rõ rệt. Vô danh vật chất giờ này đã vượt quá Nguyên Anh, không ngừng bay lên. Thời gian trôi qua, bốn người Hồng Quân cuối cùng đã ở lại Tu La Tinh được 3.000 năm. Trong 3.000 năm đó, Ngộ Không giờ này đã là bát cấp yêu đế, Hồng Quân, Cổ Bàn là thất cấp tiên đế, Phượng Hy cũng đạt được ngũ cấp yêu đế. 3.000 năm qua, bốn người bọn Hồng Quân đã giúp Tu La ma giới chống lại Cương Thi nhất tộc. Ngộ Không đã có thể chống lại được Tử Nhãn Cương Thi, nhưng đối với tốc độ thì vẫn bất lực trước Tử Nhãn. Kim Bổng trên tay mặc dù là thiên thần khí, nhưng tại yêu đế kỳ chỉ phát huy được trung phẩm thần khí mà thôi. Tuy vậy, Ngộ Không cũng đã từng đánh trọng thương một Tử Nhãn Cương Thi, giết chết được hai Hồng Nhãn Cương Thi. Trong 3.000 năm qua, vô danh vật chất đã bao trùm toàn bộ Nguyên Anh. Nguyên Anh được bao quanh bởi vô danh vật chất như được nước chảy qua, cảm giác thoải mái vô cùng. Hồng Quân Đạo tầng thứ nhất trung kỳ càng thêm ổn định. Còn la bàn của Cổ Bàn cùng Nguyên Anh có kích thước như nhau, không hề lớn. Vật chất trong la bàn đã ngưng tụ thành một đoàn. Một viên tiểu nguyên điểm màu đen không ngừng hấp thu tương hồ vật chất, dần dần tích lũy thành lớn hơn. Những năm gần đây, việc vui nhất mà mọi người được chứng kiến đó là Cổ Bàn thành thân cùng Mộ Dung Tuyết. Hôn lễ của Cổ Bàn là một đại sự kiện ở Tu La Tinh. Tu La đế quân cử người mang lễ vật đến mừng cho hôn lễ của Cổ Bàn. Danh tiếng của bốn người nghiễm nhiên lưu truyền tại Tu La Tinh. Cuộc sống an tĩnh cũng không thể là mãi mãi. 3.000 năm sau, Tu La đế quân La Binh triệu tập 9 đại gia tộc tại một hội nghị bí mật. Tu La đế quân quyết định dồn hết quân vào trận cuối cùng này, phát động chiến tranh quyết tâm tiêu diệt Cương Thi nhất tộc. Cũng trong lần này, Tu La đế quân quyết định đích thân xuất binh, kiên quyết xóa sổ Cương Thi nhất tộc. Khoảng 5 ức thiên ma, nhật ma là người trong ma giới tạo thành quân đội tiền tuyến. Ở phía sau có khoảng 15 ức đến 20 ức, quân đội ma giới chính thức tiến vào lãnh địa của Cương Thi nhất tộc, triển khai điên cuồng chém giết. Bốn người Hồng Quân cũng được Tu La đế quân đem theo bên mình cùng ma giới nhóm thứ hai đi vào trận chiến. Ma giới phát động chiến tranh xâm lấn, Cương Thi nhất tộc cũng đứng lên chống lại.
Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng Huống Nhật Minh thống lĩnh 8 tử nhãn Cương Thi Vương cùng hơn 100 hồng nhãn Cương Thi Vương nghênh chiến đội quân của Tu La Ma Giới. 5 ức quân của Ma Giới đã chiến đấu cùng quân tiên phong của Cương Thi hơn 100 năm. Tu La Đế Quân thống lĩnh Ma Quân Ma Giới, Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng thống lĩnh Cương Thi Nhất Tộc luôn luôn túc trực ở trận tuyến. Một lần nữa trở lại chiến trường, vô danh vật chất của Hồng Quân tăng trưởng rõ ràng. So với bình thường thì nhanh hơn nhiều lần. Lần này thì Hồng Quân dám nắm chắc chính chiến trường đã trợ giúp cho vô danh vật chất tăng trưởng nhanh đến như vậy. Cuối cùng là cái gì thì ngay cả Hồng Quân cũng không nắm rõ. Ma Giới phát động 10 ức quân sĩ, Cương Thi cũng có 1 ức 5.000 vạn quân binh ở chiến trường. Trong 100 năm đó đã có đến ngàn vạn Ma Giới chết trận, cùng mấy trăm vạn quân sĩ Ma Giới bị Cương Thi nhất tộc chuyển hóa thành người của Cương Thi, địch nhân của Tu La Ma Giới. Việc Tu La Đế Quân đích thân xung trận đã được sự ủng hộ rất lớn của binh sĩ. Cả đời người chỉ có trận đại chiến này là lớn nhất. Bệ hạ, đáng lẽ ra ngài phải cho ta ra xung trận mới phải. Vừa mới tới chiến trường, Ngộ Không đã không nhịn được. Những người của Tu La Ma Giới bị hắn quấy nhiễu, không ai đồng ý cùng hắn luyện tập. Vất vả lắm mới ra được chiến trường, cơ hội này làm sao hắn có thể bỏ qua cho được. Không vội, sẽ không thiếu người cho ngươi luyện tập đâu. Ngân Nhãn Cương Thi hàng đã xuất quân, lo gì không có người cho ngươi bồi luyện. Tu La Đế Quân cười cười nói, trên người ông ta vẫn mang theo hắc vụ nên mọi người cũng không biết nụ cười của ông ta trông như thế nào. Âm Dương Cương Thi Hoàng, Ngộ Không con mắt sáng ngời, không biết phải lại bao lâu, tên Ngân Nhãn này các ngươi nhớ phải để dành cho lão tôn ta. Tưởng muốn đi tìm một tên tử nhãn để đánh nhau, ai ngờ có tên ngon hơn, thật tốt quá, tốt quá. Không được, Ngân Nhãn Thi Hoàng thì ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Dưới trướng hắn có 8 tên tử nhãn đại tướng, ngươi đều có thể khiêu chiến. Chỉ cần ngươi giết chết được một người, ta sẽ không quản tự do của ngươi nữa. Nếu giết được hai người, có yêu cầu gì thì ngươi cứ nói. Tại hội nghị đại điện của Tu La Đế Quân, 9 đại gia tộc tộc trưởng cùng 4 người bọn Hồng Quân đều có mặt. Qua từng ấy ngàn năm, 9 đại gia tộc đã quen thuộc với bọn Hồng Quân. Huống hồ Cổ Bàn chính là con rể của Mộ Dung gia tộc. Mặc dù 9 đại gia tộc tộc trưởng không biết đây chỉ là phân thân của bọn họ, nhưng trong một cuộc họp mà có nhiều người như vậy nên cũng không ai để ý. Tôn Ngộ Không sau khi đạt đến bát cấp yêu đế, ngoại trừ Tu La gia tộc thành viên ra, 9 đại gia tộc không có ai là đối thủ của hắn cả. Một trận đại chiến vô tiền khoáng hậu như thế này không chỉ vài năm là có thể chấm dứt, thời gian phải thật sự dài, có thể đến vài ngàn năm. Tu La Đế Quân mặc dù đích thân tới chiến trường, chủ yếu phải lấy vấn đề chỉ huy làm trọng, không trực tiếp ra trận giết địch, nếu không thì không ngồi yên một chỗ triệu tập hội nghị. Cương Thi nhất tộc tình huống cũng không sai biệt, cuối cùng cũng phải đóng cửa hội họp. Nếu Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng ra tay, ngoại trừ Tu La Đế Quân mới chính thức là đối thủ, còn những người còn lại chống lại hắn có nghĩa là đi tìm cái chết. Trong hội nghị này, Tu La Đế Quân cho phép Ngộ Không không nhất thiết phải có mặt, nếu thời gian thích hợp tìm lấy một tử nhãn cương thi làm đối tượng luyện côn. Kể ra cũng tội cho gã cương thi bò lạc kia gặp tên gia hỏa Ngộ Không thì làm sao mà toàn mạng trở về cho được. Hội nghị chấm dứt, 9 đại gia tộc mọi người đều trở lại doanh trại của mình trên chiến trường. Chỉ có Hồng Quân và Cổ Bàn là được giữ lại. Hai người các ngươi đều thông minh và tài trí, không kém bất kỳ kẻ nào ở Tu La giới này. Hơn nữa, các ngươi là người mới đến. Nếu là từ góc độ riêng tư của các ngươi, có thể nói cho bổn đế trận chiến này chúng ta có thể chiến thắng hay không? Có thể khiến cho Cương Thi nhất tộc vĩnh viễn biến mất được không? Tu La Đế Quân đột nhiên hỏi vậy, khiến cho Hồng Quân và Cổ Bàn đều ngạc nhiên đến sững sờ. Bệ hạ, muốn chúng ta trả lời vấn đề này, trước tiên bệ hạ hãy trả lời cho chúng ta, tại sao bệ hạ lại phát động cuộc chiến tranh này? Cổ Bàn mỉm cười hỏi lại. Tại sao lại phát động chiến tranh này ư? Không lẽ các ngươi không thấy những kẻ sinh sống bằng máu người là không xứng đáng để tồn tại sao? Tồn tại của bọn chúng là một điều cực kỳ nguy hiểm. Ta bất quá là thay trở hành đạo mà thôi. Bệ hạ, người nói muốn thay trở hành đạo, diệt trừ mối họa này, vậy cái gì là trời? Người nói như thế có nghĩa nhất định Cương Thi nhất tộc là mối họa sao? Hồng Quân cười khẽ nói. Tu La Đế Quân nhất thời không nói gì. Hồng Quân và Cổ Bàn cũng không biết ông ta giờ này đang nghĩ gì, vì thực sự cũng không nhìn thấy vẻ mặt của ông ta. Trời là cái gì sao? Gia quy tổ tiên để lại chỉ nói Cương Thi nhất tộc chính là một sản vật bị trời phạt. Bọn họ là một tộc bị nguyền rủa, vĩnh viễn không thể phi thăng thần giới. Chí cao vô thượng tồn tại
chính là cái gia quy này là trời đã được chưa? Tu La Đế Quân có chút mê mang, bởi vì chính ông ta cũng chỉ nghe từ cái gia quy kia. Nói cách khác, cương thi nhất tộc bắt buộc phải biến mất. Trong gia tộc họ từ ngàn đời đến nay đều tuân thủ gia quy đó, nhưng nguồn gốc của gia quy đó như thế nào thì không một ai được biết. Hồng Quân, người nói đến trời nghĩa là sao? Thật lâu sau, Tu La Đế Quân mới hỏi lại. Hồng Quân có chút gật đầu, cười cười nói: mỗi người trong lòng quan niệm về trời đều có chút bất đồng, nhưng ta nghĩ mỗi sự tồn tại đều có đạo lý của nó. Tu La giới từ khi xuất hiện đã lâm vào ngay cuộc chiến nội chiến với cương thi nhất tộc. Đây là một cuộc chiến về chủng tộc, nhưng trong bao nhiêu ức năm, cương thi nhất tộc vẫn không bị tiêu diệt. Ta nghĩ bệ hạ cũng nên lo lắng một chút đi. Bệ hạ, ý của Hồng Quân cũng chính là ý của ta. Chúng ta đều là người ngoài, nhìn ở góc độ nào cũng không phù hợp với ngài. Tiên ma yêu giới, ngoại trừ tiên, ma, yêu thì bên ngoài còn có ám tinh giới. Các thế lực vô cùng phức tạp, cũng có chiến tranh, nhưng ở tiên ma yêu giới vẫn có người chiếu cố bọn họ, hợp thành một nơi là ám tinh giới. Nếu cương thi nhất tộc cũng có được truyền thừa chi bảo từ thần giới, muốn cùng Tu La ma giới đại chiến cũng không có nhiều điều tranh cãi. Cổ Bàn sau khi nghe Hồng Quân nói cũng nói tiếp: từ khi ở cùng với Mộ Dung Tuyết, Cổ Bàn đối với chuyện thương vong chém giết cũng không thích, đặc biệt là thương vong cực lớn bởi chiến tranh. Bây giờ thấy được mục đích của Tu La Đế Quân muốn tiêu diệt toàn bộ cương thi nhất tộc nên cũng kịch liệt khuyên can: các ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng các ngươi nói theo khía cạnh của người nhìn từ bên ngoài. Mấy ngàn năm nay các ngươi cũng không hiểu rõ được mối quan hệ của Tu La ma giới với cương thi nhất tộc như thế nào. Đó là một mối đại kiều, chính vì thế căn bản các ngươi không biết được tại sao chúng ta lại nhất quyết muốn tiêu diệt cương thi nhất tộc đến như vậy. Tu La Đế Quân đứng dậy, ngữ khí có chút kích động, tiếp tục nói: Tu La ma giới cùng cương thi nhất tộc có mâu thuẫn từ khởi nguyên. Bây giờ ai mà không biết cương thi nhất tộc có độ uy hiếp lớn như thế nào đối với Tu La nhất tộc. Các ngươi thử tưởng tượng một chút, nếu tiên ma yêu giới các ngươi bỗng dưng xuất hiện một chủng tộc mà người của tiên ma yêu giới và cái gì ám tinh giới đó đều là thức ăn của chúng, vậy các ngươi làm thế nào? Các ngươi có thể chấp nhận là thức ăn của chúng hay không? Hồng Quân cùng Cổ Bàn nhất thời không nói nên lời. Tu La Đế Quân nói rất khó nghe, nhưng tất cả đều là sự thật. Nếu cương thi nhất tộc xuất hiện tại tiên ma yêu giới, không cần phải nói, bất kỳ thế lực nào hay cá nhân nào cũng không cho chủng tộc đó tồn tại. Kể cả tiên ma yêu giới cùng ám tinh giới liên hiệp lại cũng muốn diệt trừ chủng tộc này. Tâm tình của bệ hạ chúng ta cũng có thể hiểu được, thế nhưng cương thi nhất tộc có thể tồn tại trong từng đấy thời gian cũng không phải nhất thời có thể tiêu diệt được. Bệ hạ nhất thời không nên cầu thành, nếu không chỉ thấy trăm hại mà chỉ được một lợi mà thôi. Hồng Quân chậm rãi nói, thái độ của Tu La Đế Quân ngày hôm nay để lại cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Tu La Đế Quân hỏi bọn hắn và nói bọn hắn như vậy có nghĩa là trong lòng ông ta đã mang theo một mâu thuẫn rất sâu sắc. Ta hiểu được, mặc dù các Tu La Đế Quân trước đây cũng chỉ làm cho cương thi nhất tộc tiêu hao đến một giới hạn nhất định nào đó mà thôi. Cương thi nhất tộc mặc dù thiếu thốn thức ăn, nhưng khả năng đồng hóa của chúng đặc biệt rất cao. Nếu không phải trên chiến trường binh sĩ của ta bị chúng đồng hóa biến thành cương thi thì ta đã sớm tiêu diệt sạch bọn chúng rồi. Tu La Đế Quân hôm nay cũng phát hiện chính mình tâm lý có hơi chút dao động, nhưng ngay lập tức ông ta thu liếm lại và nói: tốt lắm, cảm ơn các ngươi đã lấy thân phận là người ngoài mà giải thích cho ta. Các ngươi lui ra ngoài trước đi. Tiểu Quân, ngươi có nhận ra được thái độ của Tu La Đế Quân hôm nay rất kỳ quái không? Trở lại nơi ở, Cổ Bàn liền truyền âm hỏi Hồng Quân: là có điểm kỳ quái, nhưng không phải là việc của chúng ta, cũng đừng đa sự. Hắn cũng nói đúng, nếu cương thi nhất tộc xuất hiện tại tiên ma yêu giới, chính ta cũng không tha cho bọn họ. Thôi, hãy an tĩnh nghỉ ngơi, dưỡng thức tinh thần, chuẩn bị tâm lý thật tốt cho chiến trường. Hồng Quân đạo lại có thể tiến triển nhanh hơn đây. Hồng Quân lại ha ha cười, nói với Cổ Bàn xong, đoạn khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp bước vào tu luyện. Hộ vệ hoàng thành đều vây xung quanh bảo vệ một tòa đại thành. Đây chính là nơi ở của Tu La Đế Quân La Binh cùng chín đại gia tộc tộc trưởng. Trung tâm chính là thủ phủ của tòa thành này. Hiện tại giờ này là tẩm cung của La Binh. Tẩm cung này cũng được bao bọc bởi một màn hắc vụ, có thể nói còn an toàn hơn so với sự bảo vệ của vệ binh hoàng thành. Bên trong tẩm cung, Tu La Đế Quân đang ngồi trước một cái bàn mà hắc vụ bao quanh xung quanh người ông ta giờ này đã biến mất. Một cánh tay thon thả đang vuốt ve một mái tóc dài đen óng ả. Đối diện là một chiếc gương
trong gương hiện lên một giai nhân quyến rũ cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong vẻ mặt đó lại hiện lên một tia u sầu. La Băng chính là nữ Tu La Đế Quân từ trước đến nay. Từ nhỏ nàng đã được giả dạng nam trang dạy cách làm một người đàn ông. La Băng thân là hoàng tộc, từ nhỏ đã có được trách nhiệm phi thường lớn. Sau khi kế vị, quanh người nàng phải che giấu bằng một làn hắc vụ. Cả Tu La Ma Giới không một ai biết Tu La Đế Quân của họ thực tế là một cô gái. Trước gương, La Băng mới xuất hiện với đúng thân phận của mình là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ngày ngày phải làm một Tu La Đế Quân cao cao tại thượng, bao trách nhiệm đè nặng lên đôi vai. Thời gian đó cũng đã rất lâu rồi. Hoàng đế không bằng hữu, từ nhỏ La Băng đã được người khác tôn kính, chưa bao giờ có người nào nói với nàng với tư cách là bằng hữu. Sau khi trở thành đế quân còn hơn thế nữa. Phụ hoàng, con đã làm người thất vọng rồi. Trước mắt Tu La Ma Giới không có thực lực để tiêu diệt hoàn toàn cương thi nhất tộc. Sau khi phi thăng, con sẽ hướng người vấn tội. La Băng thở dài, hắc vụ bỗng lại vây quanh nàng, biến mất khỏi tầm cung. Chiến tranh thật tàn khốc, ngàn vạn lượt người ngã xuống tại chiến trường cũng là chuyện rất bình thường. Bốn người Hồng Quân gia nhập chiến trường chưa tới 100 năm, nhưng Tu La Ma Giới binh lính tổn thất gần 5 ức. Thương vong này đa số là thiên ma, nhật ma cấp bậc. Ma vương tổn thất không đáng bao nhiêu. Trong cuộc chiến này, binh lính số lượng không phải là quan trọng. Cái quan trọng hơn chính là chất lượng của binh lính. Điều này Tu La Đế Quân cũng hiểu. Người của Tu La Ma Giới nhiều hơn so với cương thi nhất tộc, số lượng cao thủ cũng không kém. Những tưởng lần này có thể nhanh chóng tiêu diệt được cương thi nhất tộc, nhưng thực sự là không có khả năng. Lục nhãn cương thi tương đương với 5 đến 9 cấp ma vương. Muốn giết được lục nhãn cương thi thì cần phải có ma đế cấp bậc. Hơn nữa, tốc độ cùng phòng ngự của cương thi cũng rất biến thái. Muốn chiến thắng cuộc chiến này rất khó khăn. Cho dù không tiêu diệt được toàn bộ cương thi nhất tộc, nhưng Tu La Đế Quân cũng không muốn để lại cho cương thi nhất tộc một con đường sống dễ dàng. Một khi để cho bọn họ phát triển trở lại, cả Tu La Ma Giới lại lâm vào nguy hiểm. Tất cả người ở ma giới đều hiểu bọn họ sẽ trở thành thức ăn của cương thi. Trên chiến trường, người hưng phấn nhất chính là tên gia hỏa Tôn Ngộ Không. Lúc này hắn đang giao chiến với một tử nhãn cương thi. Với bát cấp yêu đế thực lực, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn có thể ngăn chặn được những đòn tấn công của đối thủ, nhưng cốt yếu tạm thời không theo kịp tốc độ của tử nhãn cương thi. Những lần hắn thuấn di tới bên cạnh đối thủ cũng là lúc đối thủ chạy thoát khỏi tầm tấn công của hắn. Tử nhãn cương thi này bị Tôn Ngộ Không theo sát tấn công, dựa vào tốc độ của mình chỉ biết còn cách là tiến hành du đấu, cũng không dám biến thân lần hai. Xung quanh cuộc chiến giữa ma giới và cương thi cũng để cho bọn hắn một khoảng không gian. Ai dám lấn chiếm không gian của đế cấp cao thủ đây? Chết oan chứ chẳng chơi, mà điều quan trọng là phải dành đất cho đại tướng chiến đấu. Trong khi Ngộ Không chiến đấu thì Hồng Quân cùng Cổ Bàn đứng bên ngoài quan chiến. Bọn họ có mặt ở đây bởi vì một tử lệnh của Tu La Đế Quân. Tu La Đế Quân cho họ phải bằng mọi cách phải giết được một tử nhãn cương thi để tăng thêm sĩ khí cho binh lính. Chỉ duy nhất Phượng Hy là ở lại hậu phương, không được tham chiến. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.